Thực ra thì đối với những cái thằng nó đã chống phá rồi thì có giải thích 10, giải thích nữa, giải thích suốt quanh năm nó cũng không nghe. Cái cơ bản là mình chỉ cần giải thích cho những người mà người ta chưa hiểu và người ta muốn hiểu, hoặc người ta chưa hiểu đúng thì mình giải thích. Còn với những cái loại mà nó đã cố tình chống phá thì mình nói làm gì cho nó tốn hơi mệt sức ra. Đấy. Vì những cái loại đó thì giả sử của mình có đúng đi, nó cũng không bao giờ nó công nhận là đúng. Và bản thân ngay cái bản thân cái bọn ba que chúng nó thua mà chúng nó còn còn không cho rằng chúng nó thua thì có nghĩa là nó sẽ không bao giờ công nhận cái gì nữa. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là nói về đa đảng thì đúng là cũng như bác Siêu và kể cả bản thân chính phủ mình người ta cũng hiểu. Nếu như đặt trong một cái điều kiện tuyệt đối thì có thể đa đảng là tốt, có nghĩa là mọi mọi cái đều theo tính toán. Như gọi là một cái thí nghiệm thì người ta gọi là trong điều kiện phòng thí nghiệm hoặc điều kiện tuyệt đối thì một đa đảng có thể là tốt, vì nó sẽ tạo sự cạnh tranh, nó sẽ tạo sự phấn đấu của đảng này đảng kia kiểm soát nhau. Thế nhưng mà đúng như là Lưu Ly nói, ngay một cái hội nhóm rất nhỏ cờ đỏ thôi cùng anh em yêu nước đã là loạn xị ngậu rồi. Ông nọ nên nói xấu ông kia, chỉ trích này nọ, nói chung mình rất là buồn. Mình thì là người độc lập lên tiếng theo dạng gọi là tự do, vui ở diễn đàn nào thì vào chém gió tí thôi, nhưng mà mình thấy rất là buồn khi mà những người đã là cùng chí hướng, cùng yêu nước, cùng đi bảo vệ cái đất nước, bảo vệ hòa bình dân tộc thì mình phải đoàn kết, nhường nhịn nhau một chút. Đấy. Thế còn lại thì bây giờ cũng từ rất lâu rồi, cái ngày live stream đầu tiên với Lưu Ly mình cũng đã nói là với cái tính cách của con người Việt Nam, cái sự ích kỷ của con người Việt Nam thì đa đảng sẽ là rất là loạn. Vì cái thứ nhất là con người Việt Nam nó chỉ đoàn kết, nhưng chỉ đoàn kết trong khó khăn. Có nghĩa là khi mà người ta khó khăn thì người ta cháo gì, có nghĩa tất cả ngồi trên đống cát thì thằng nào cũng là anh hùng, thằng nào cũng cũng là cao thượng. Nhưng khi mà ngồi trên đống vàng thì bắt đầu lúc đó mới lộ rõ bản chất là thằng nào cũng tham lam. Chính vì vậy ở Việt Nam có rất nhiều những cái sự tham nhũng vặt, gọi tham nhũng một vài trăm nghìn, tham nhũng một vài triệu. Đấy là chính là cái ích kỷ cá nhân của cái con người Việt Nam, và bản chất người Nhật người ta sang Việt Nam mình, người ta cũng đã nhận ra cái điều đó. Có nghĩa anh có thể là anh cả một cái đoạn dây điện người ta nhập từ Nhật về 5 triệu một mét, anh có thể cắt đi một đoạn, anh bán đồng nát chỉ có khoảng độ hơn trăm nghìn. Nhưng sau đó anh lại phải bỏ hàng bao nhiêu tiền để anh mua cái đoạn đó, anh về anh phải thay thế cái đoạn đã mất. Thì có nghĩa là chỉ vì cái lợi ích cá nhân của một con người mà nó làm ảnh hưởng của cả một cái dân tộc, hoặc là có những cái thằng mà nó đi tháo trộm cái cột điện cao thế đấy. Mấy cái các cái tấm chắn của cột điện cao thế nó sẵn sàng nó tháo trộm nó bán được vài trăm nghìn thôi. Nhưng mà nếu cái cột điện cao thế nó mà bị đổ sập thì nó ảnh hưởng cả hàng bao nhiêu nhiêu tiền. Thì từ đó chúng ta mới thấy rằng một là cái dân trí của Việt Nam mình còn thấp, hai là cái tư tưởng và cái sự ích kỷ của cái con người Việt Nam nó cứ che chia bè chia phái thì đa đảng nó sẽ là trở nên một cái gì đó nó thực sự là loạn đấy. Đấy, chỉ có những cái cũng phải hiểu này, chỉ có những cái người trong lịch sử thì mình đã biết là có rất nhiều người người ta đứng lên đấu tranh với Pháp để giải phóng dân tộc nhưng mà không thành công vì người ta chưa đủ uy tín. Mãi chờ đến năm Bác Hồ là người mà bôn ba bao nhiêu năm phải lặn lội tìm đi tìm cái chân lý, và là người mà phải cực kỳ có uy tín thì mới có thể tập hợp được nhân dân, tập hợp được cái sự đoàn kết của nhân dân để mình đấu tranh chiến thắng Pháp, đánh Mỹ và thống nhất đất nước. Thì đấy, có thể nói là hàng nghìn, hàng trăm năm thì mới cứ xuất hiện những con người như thế. Chứ có phải là lúc nào cũng có những người như thế đâu. Những cái con người mà người ta hy sinh cho cả đời vì Vấn dân đề tộc, là như này, người ta hy ý là sinh vì lý tưởng. cái vấn đề này, cái vấn đề của người Việt như này, khi còn đang nằm ở trong một cái tổ chức nào đó thì họ vẫn rất tuân thủ tổ chức đấy, nhưng khi mà có nhiều tổ chức để mà tập hợp thành một tổ chức, tức nhiều tổ chức mà tập hợp lại thì nó rất là khó, vì ông nào cũng rất bảo thủ. Đúng, Việt Nam mình người ta đã phân tích cái này này, cái thông minh của người Việt Nam là để thông minh để đối phó chứ không phải thông minh để phát triển. Có những người Việt Nam rất thông minh, đi thi toán quốc tế rồi Olympic là toàn được giải, nhưng mà cái thông minh của mình là tìm cách để đối phó. Khi mình nên làm một cái chức lãnh đạo hoặc làm cái gì đấy là ông chỉ tìm cách để ông đối phó với công việc, ông lợi ích cho cá nhân chứ ông không phải vì cái tập thể nữa. Có nghĩa là cái không biết là chắc nó phải có một cái thời gian nào đấy, một thế hệ nào đấy thì nó mới có thể thay đổi được cái suy nghĩ này. Còn vì sao bên Mỹ nó đa đảng, nó thành công?
Cái thứ nhất, bên Mỹ nó dùng cái pháp luật rất mạnh, và cái tư tưởng của nước Mỹ nó dùng cái luật pháp để nó cai trị. Nó cái luật pháp của nó phải nói là nó lạnh lùng và nó rất là mạnh, kể cả cảnh sát đấy. Nó rất là nói chung là cảnh sát của nó là nó cực kỳ là đã bị sức cỏ là nói như là những cái cảnh sát của nó rất là hung bạo. Nói chung thế. Mình phải nói như này là cái mà ta gọi đấy là bản chất này, là bản chất các cuộc khởi nghĩa nông dân và các cuộc khởi nghĩa do tư sản lãnh đạo, nó có hai cái bản chất rất là khác biệt. Đây là thường thường cái cuộc khởi nghĩa nông dân đấy, tức là gì, bao gồm của những người nông dân ấy, thì khi mà trong chiến đấu họ rất ngoan cường, thế nhưng mà khi thắng lợi rồi là bắt đầu là chia sẻ quyền lực, là bắt đầu là tranh cãi về cái chuyện quyền lực, tranh giành quyền lực. Nhưng ở những cái gọi là cuộc khởi nghĩa mang tính chất quý tộc ấy, thì họ lại có khả năng dẹp được cái đó. Tất nhiên là nó họ không tập hợp được nhiều lực lượng như là người nông dân. Thế nhưng mà họ lại khi mà giành thắng lợi đấy thì họ rất vững chãi trong cái vấn đề chia sẻ quyền lực. Đấy là lý do tại sao đa đảng chỉ thành công ở những cái nước mà nó có tính chất là quý tộc. Còn tại những cái đất nước mà nông nghiệp phát triển còn thấp kém đấy, thì những cái vấn đề đa đảng ấy nó dẫn đến là tranh giành quyền lực rất lớn, là bôi nhọ, là chụp mũ, là sự, dìm nhau sự xuống. Thật đã chứng minh là thế này, sự thật đã chứng minh là đấy, bây giờ từ Ukraine rồi Syria rồi tất cả những cái gọi là cách mạng cam, cách mạng màu của các nước đều là muốn dân chủ, đều muốn đa đảng, rồi các cái đảng phái cứ lập lên, hội nhóm lập lên rồi đánh nhau lung tung beng. Đúng như là Lưu Ly nói, khi mà dân trí còn thấp, khi mà cái trình độ hoặc các nước nghèo nó chưa phát triển đến một cái trình độ nào đấy, thì đa đảng nó trở nên một cái gì nó mất kiểm soát, thực sự là như thế. Lúc đó cần phải pháp trị, có nghĩa là người ta cần phải dùng luật pháp để người ta trị. Và khi mà con người người ta thực sự có ý thức và người ta làm việc tất cả, người ta tuân thủ pháp luật, thì lúc đó nó mới dễ thành công. Chứ còn nếu như bây giờ một cái đất nước mà nó cũng phải khẳng định luôn là đất nước mình, cái dân trí, anh đừng nghĩ rằng cái trình độ học thức của anh là dân trí anh cao. Cái quan trọng là với một vấn đề anh phải biết phân định đúng hay sai, biết phân tích đúng hay sai, thì đấy nó mới là dân trí. Chứ không có nghĩa là cái dân trí học hết lớp 12 hoặc là học đại học gì anh đã cho anh là người có dân trí cao. Cái quan trọng là với một vấn đề, khi anh đọc, anh nghe, anh biết phân tích cái này đúng, cái này sai. Không có nghĩa là những cái gì ông này nói là ông đúng hết. Ông phải biết cóp nhặt ra những cái này, ông này nói những cái đúng và ông này nói những cái sai. Thì đấy mới người ta gọi là dân trí, là sự nhận thức của mỗi con người. Chứ nó, cho nên cái bằng để trong cuộc sống nó đâu có phải là ông học tiến sĩ hay là giáo sư ra là cái gì ông nói cũng đúng đâu. Mà cái quan trọng là cái trường đời ấy, thì nó dạy cho con người là suốt đời. Ông phải học suốt đời. Ông có thể giỏi trong một lĩnh vực này nhưng không giỏi trong lĩnh vực khác. Chính vì vậy mà khi mà một cái dân trí nó chưa cao, nó chưa đồng đều, mọi người còn chưa sống theo kiểu pháp luật, thượng tôn pháp luật, thì đa đảng sẽ là rất là loạn. Đa đảng nó sẽ tạo nên một cái tranh giành, một cái sự lật đổ, một cái nói xấu đảng ngọ, gọi là tìm cách để lật đổ đảng kia. Bản thân bây giờ cái thằng Thái Lan ấy, cái ông thủ tướng bây giờ cũng đâu phải do dân bầu ra. Ông thủ tướng bây giờ là ông ấy lật đổ cái bà Inak để ông ấy lên. Thì đấy đâu có phải là một cái chính phủ mà do dân bầu ra đâu. Thế tại sao mà dân của người, các ông không đi sang đấy mà so sánh? Cứ suốt ngày là nói là chính phủ Việt Nam mà không phải là do dân. Thực ra không phải do dân thì là do ai? Thế do nước ngoài người ta bầu à? Hay là gì? Thế còn cái việc đa đảng người ta chỉ tính đến khi mà một cái đảng đó nó quá trì trệ, khi mà một nền kinh tế nó đang quá trì trệ, quá yếu kém, thậm chí là thụt lùi, thì người ta cần phải có một cuộc cách mạng để thay đổi. Còn khi mà một đất nước đang ổn định, đang phát triển, vừa rồi ở nước mình là đang có cái hội nghị diễn đàn quốc tế đấy, Lưu Lý không biết là có xem thời sự không, thì có, tất cả đọc, các cái chính khách ở tất cả các cái chính khách người ta sang Việt Nam, người ta đều phải công nhận sự phát triển của Việt Nam là vượt bậc. Việt Nam mình đã đặt một cái gọi là cái ý tưởng đấy, là dùng tất cả là ở các nước Đông Nam Á là dùng chung một cái mạng, gọi là cái cước mạng. Đấy là gọi sáng kiến của Việt Nam. Thì đấy có nghĩa là tất cả hơn 1.000 các cái tổng giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn trên thế giới sang có mặt, và 8 vị nguyên thủ quốc gia
sang tham anh, dự anh cầm cái diễn cái đàn đàn cho em tí nhá, em có việc là, tí xong là sang tham dự cái diễn đàn về kinh tế và được đánh giá là thành công nhất trong 27 lần tổ chức. Đấy là một trong những cái sự công nhận của quốc tế đối với Việt Nam. Thôi chứ chúng ta gọi là bây giờ chúng mình nói cái gì thì chúng nó cũng bảo là bưng bô cộng sản. Thực ra mình có phải là người cộng sản đâu mà bưng bô. Tôi có phải đảng viên đâu mà tôi bưng bô. Tôi chỉ nói những cái đúng và tôi chỉ nói những cái thực tế ở trong cái xã hội Việt Nam mà đang có. Đất nước Việt Nam đang phát triển nhưng tồn tại còn rất nhiều, những cái điểm yếu còn rất nhiều. Bản thân đảng người ta ý thức được rằng nếu người ta không cải tổ, không chống tham nhũng, không thay đổi thì bản thân người ta sẽ mất niềm tin và nhân dân sẽ không còn tin vào Đảng Cộng sản nữa. Chính vì vậy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rất mạnh, chỉ đạo làm rất mạnh về việc chống tham nhũng. Ngay như chiều nay là Vô Tuyến đưa tin rất nhiều lãnh đạo như ông Trần Văn Minh, phó bí thư của Đà Nẵng, rồi những ông bí phó bí thư à bí thư phó, chủ tịch của tỉnh gì Trà Vinh, rồi rất nhiều những ông đã bị cách chức hoàn toàn về đảng. Khi mà đã cách chức hoàn toàn về đảng, đấy là cái đầu tiên để người ta sẽ khởi tố, sẽ bắt đầu khởi tố hình sự. Người ta sẽ làm rất mạnh và những con sâu làm cho đất nước chậm phát triển, làm cho niềm tin của nhân dân mất đi sẽ bị trả giá. Đấy là những cái mà phải ghi nhận. Thế còn chúng ta nếu thực sự là những người yêu nước thì các bạn phải đóng góp, các bạn phải đưa ra những giải pháp. Các bạn có thể nói những cái điều trái chiều nhưng theo dạng đóng góp, theo dạng là tôi thấy như thế này thế kia, chứ không phải là chửi, không phải là phủ nhận hoàn toàn công sức của người ta. Có những cái con người nói là gì, Đảng Cộng sản làm được cái gì? Thế không làm được cái gì mà lại có cái Việt Nam ngày hôm nay à? Nếu như không làm được cái gì thì bây giờ có khi là mình đang nói tiếng Pháp rồi. Đấy, Lưu Lê ạ, đang nói là có những thằng nó bảo việc Đảng Cộng sản không làm được cái gì, thì nói là nếu không có Đảng Cộng sản thì bây giờ mình đang nói tiếng Pháp, và có khi là bọn trong Sài Gòn thì nó nói tiếng Mỹ rồi, tiếng Anh rồi, chứ không còn nói tiếng Việt để ngày hôm nay nữa. Vì cái bọn ấy thì nó dễ lắm, dễ mất gốc lắm. Đấy, mà 100 năm đô hộ của Pháp là ngày xưa là nó đã phổ cập tiếng Pháp của mình rồi đấy. Có nghĩa là có những cái thế hệ là đã đi nói hoàn toàn bằng tiếng Pháp rồi đấy. Đi lên quan phủ đã nói bằng tiếng Pháp rồi đấy. Mà nếu như nó cứ tiếp tục thêm độ vài chục năm nữa thì rõ ràng là mình là một cái đất nước liên hợp Pháp luôn, là mất luôn cái đất nước Việt Nam còn gì nữa. Thế mà nói là cái Đảng Cộng sản không làm gì, không làm gì thì làm gì có cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Các ông chỉ vì tiền thôi, các ông cứ nhìn vào là thấy rằng Việt Nam chưa giàu là các ông phủ nhận cái người ta. Cuộc sống thì nó không phải vì tiền là tất cả. Cái cuộc thế giới người ta cũng đánh giá luôn, Việt Nam có thể không giàu về tiền nhưng Việt Nam rất giàu về những cái khác, rất giàu về cái tình con người, về cái văn hóa, về cái cảnh đẹp. Và mình cũng là một trong những cái đất nước mà đáng gọi là đáng sống đấy, đáng sống. Ông đừng có nghĩ rằng là lúc nào cũng gọi là cứ nhiều tiền hoặc giàu lên thì mới là đáng sống đâu nhá. Không phải thế. Nó có, cuộc sống nó còn tổng hòa của rất nhiều các cái yếu tố. Đấy, tất cả các cái yếu tố từ tinh thần đến vật chất thì đó mới là một cuộc sống đáng sống. Chứ không phải là cứ tính theo GDP đầu người ông cao hoặc là GDP ông cao thì mới là ông đáng sống. Không phải, không hẳn thế. Nó phải là một cái đất nước nó phải hòa bình, nó phải vui vẻ, nó phải tự do thoải mái. Bây giờ tôi thích hát karaoke, tôi ra đầy ngoài đường kìa. Bây giờ có cái karaoke di động chúng nó hát ầm ĩ ngoài đường à, tự do. Hoặc là ví dụ như thứ bảy, chủ nhật thích thì gọi bạn bè đến nhà hát ầm ĩ. Nếu phải bên Mỹ thì nó kiện cho, công an nó bắt nó đến nó phạt cho. Đấy, cứ nói là bên Mỹ là tự do nhưng mà Mỹ làm sao tự do được bằng Việt Nam. Mỹ chỉ có tự do là chửi người khác hơn Việt Nam để thì công nhận là điều đó. Chúng nó cứ tự do để đi chửi nhau, đi ra chỉ trích nhau, gọi thằng nọ thằng kia rồi chửi cả tổng thống, cái đó đúng là tự do hơn Việt Nam. Còn những cái khác thì không bao giờ có chuyện tự do hơn Việt Nam, nói thẳng luôn. Cái nhân quyền kiểu Mỹ, bản thân người Mỹ người ta đã rút gọi đi. Để em giải thích cho thằng Trương Nguyên một câu này, nó bảo hôm nay người dân phải gánh nợ vì cộng sản. Thế tổ sư mày, thế mày có bao giờ hỏi người dân đang được đi những con đường phố, đang được hưởng những cơ sở vật chất lịch sự gọi là hiện đại tại Việt Nam hay không? Mà mày lại bảo gánh nợ không thôi. Cái thứ nhất là Nguyễn Phi Nông này nữa.
Mày bảo là trẻ em ở Việt Nam đi bán vé số, có bao nhiêu đứa trẻ em, bao nhiêu phần trăm là đi bán vé số? Mày nói cho tao nghe xem nào. Mày tự nhiên sinh ra cái đã có đường phố đẹp để đi, sinh ra một cái là đã có gọi là các công trình công cộng để hưởng thụ. Thế mà mày bây giờ mày lại gánh nợ thì mày lại kêu. Thế tao hỏi mày, thế bây giờ thôi, làm bằng cái đấy, bằng không khí, hút không khí mà làm được cái đó. Ngủ như nợ. Thực ra thằng ấy nó không làm về kinh tế cho nên nó không hiểu. Ví dụ mình là một nhà nghèo, mình muốn đầu tư xây một cái nhà hoặc xây một cái quán ăn, làm một con đường vào nhà mình thì mình phải vay tiền. Mình vay tiền và bắt đầu khi ta có được cái cơ sở hạ tầng thì bắt đầu ta mới làm kinh doanh. Thì nhà nước cũng vậy thôi. Nhà nước vay tiền để nhà nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vào đường xá, vào trường học, vào rất nhiều thứ. Thì sau đó bắt đầu mới mời gọi và để cho nhân dân hưởng thụ. Mà cái bọn này là gì? Lợ thì nó kêu, nhưng mà hưởng thụ thì nó không bao giờ nó biết. Với lại nợ của Mỹ lên tới 20.000 tỷ cơ mà. Nợ của Mỹ lên tới 20.000 tỷ cơ mà. Rồi là Nhật nó còn nợ 300% GDP kìa. Thằng Tây Ban Nha là 270 mấy%. Rồi thằng Tây Ban Nha là 185%. Thằng Hy Lạp. Mày có thấy người dân Việt Nam nào làm nô lại cho tàu không mà mày gọi là Việt Nam làm nô lại cho tàu? À, mày có phải là mày đi làm nô lệ cho tàu thì tao không biết. Thế nhưng tao chẳng thấy cái người dân Việt Nam nào đi làm nô lệ cho tàu cả. Mày hỏi một câu nó quá ngu. Mày thấy có thằng Trung Quốc nào đang xuất hiện ở Việt Nam mà gây nhà bắn súng bắn ống không? Có nghĩa là này này, bọn này nó rất là kém về thông tin. Chúng nó cứ không biết là mấy cái thằng này nó ở trong nước hay là nó ở nước ngoài. Nhưng cái thứ nhất là chúng nó cực kỳ kém về thông tin. Chúng nó tiếp cận thông tin rất là phiến diện, nó không đa chiều. Nó kiểu như thầy bói xem voi ấy. Ông nó sờ vào cái đuôi thì ông bảo con voi như chổi sẻ. Thế ông sờ vào cái tai và con voi như cái quạt. Có nghĩa là chúng nó chỉ nhìn một cái góc cạnh của xã hội. Chúng nó không nhìn đa chiều đi. Chúng nó không nhìn nhận từ lịch sử cho đến hiện tại. Chúng nó không nhìn nhận từ nền kinh tế, từ chính trị, từ văn hóa xã hội. Mà chúng nó chỉ nhìn một góc cạnh để chúng nó đánh giá. Đấy là cái nhìn cực kỳ phiến diện và chúng nó phải nói là ở những cái thằng nó nên tranh luận. Là hôm qua cũng có cái thằng mà rách sen bùi nó lên diễn đàn của chú Trần Siêu ấy. Thì phải nói là nó nói hôm qua thì cũng rất là lịch sự, nhưng cũng phải nói là nó cực kỳ kém thông tin về Việt Nam. Nó không chỉ đọc những cái phiến diện. Thằng đấy nó không những kém thông tin về Việt Nam mà nó còn kém luôn cả về trí thức của nhân loại. Em nói chỉ đơn giản này, nó bảo đặc khu, nó bây giờ mở đặc khu ra, nhớ Trung Quốc nó vào nó mở nhà máy sản xuất bom nguyên tử tại Việt Nam thì sao? Ô cái thằng ngu như con chó. Nhìn mẹ mày sản xuất bom nguyên tử tại Việt Nam tao không chịu đấy. Mà nó làm như là Việt Nam là nơi rừng rú. Cho nên nói những thành phần như thế đấy là mình không thể nói chuyện. Anh nhỏ nói chúng nó không hiểu. Này có thằng nó bảo này cái gì nhỉ, ngoài luật đặc khu rồi còn luật an ninh mạng nữa. Thực ra là chúng nó cực kỳ ngu về những cái sự nhận thức. Hoặc là chúng nó cố tình dựa vào đấy để chúng nó chống phá, hoặc là chúng nó không nhận thức được cái việc đó, thì đấy gọi là dân trí rất là thấp. Em nói với anh khi người ta có đôi khi đấy sống mà chỉ để xuyên tạc thôi, cái đầu chúng nó chỉ để xuyên tạc, nghĩ làm sao cho nó nên nẹo thôi mà, cho nên là chúng nó sống khổ lắm. Người ta chúng nó bóp méo xuyên tạc thổi phồng, chỉ còn ô hợp. Anh em mình chỉ là nói thật đúng không, mình nhìn thấy cái gì mình nói cái đó, mình chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng đối với chúng nó đấy, nhìn cái này nó phải tưởng tượng ra cái khác. Nhìn con trâu con bò nó phải tưởng tượng. Bây giờ nói tả làm sao con trâu kia thành con hổ được. Nó khổ lắm. Cho nên là thôi bọn này nó bại não rồi. Mình không cần phải nói. Nói chung là thế này. Mình thấy là cái chính phủ mình bây giờ đang lãnh đạo rất là ổn định. Rất là ổn. Nói chung là mình không phải người cộng sản mà không có bưng bô hay là làm cái gì. Nhưng mình thấy rằng bây giờ nhà nước mình đang lãnh đạo là cực kỳ ổn định. Chả biết gì phải đa đảng. Cái thứ nhất, khi mà nước mình 10-15 năm không hề phát triển kinh tế mà thậm chí là kinh tế còn đang bị thụt lùi, lúc đó chúng ta cần phải tính đến cái việc thay đổi lãnh đạo. Còn nước mình lúc nào từ năm 80 năm đến năm nay, năm nào cũng tăng trưởng, thấp nhất thì cũng phải 5%. Đấy, mà thế giới người ta công nhận, có phải là mình tự nói đâu. Ông mà thằng nào không tin thì cứ vào World Bank ấy, Ngân hàng Thế giới ấy. Đấy là những con số biết nói. Tao hỏi chứ còn mình ông này, là mày lấy cái cơ sở nào thì được gọi là nô lệ? Mày nói cho tao nghe xem nào. Mày cứ vạch ra bảo Việt Nam là nô lệ thì bây giờ mày phải cho tao biết nè. Như thế nào, dựa vào đâu mà mày bảo là Việt Nam là nô lệ của Trung Quốc nào? Mày nói cho tao nghe. Lịch sử.
đã thống trị Việt Nam 1473 năm. Thế nào là nô lệ? Bây giờ phải nói cái luận cứ thế nào là nô lệ. Nô lệ là có phải là một thằng người nước ngoài cầm súng đi ngang ngang dọc dọc tại tại đất nước, tại quê hương hay không? Nó có quyền xả súng vào người dân hay không? Có quyền chút thực bom ra chút đạn lên 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 đồng bây bào giờ thế không? này này, Gọi là nô lệ đúng không? cái này này, cái này là do ông Nguyễn Văn Thiệu nhá. Ông Nguyễn Văn Thiệu ông nói trong cuộc họp báo năm 90 ấy, ở bên cộng đồng hải ngoại, là Việt Nam Nam Cộng Hòa ngày xưa là nô lệ về viện trợ cho của Mỹ, sống hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, bị người khác gọi là sai khiến, không được làm một cái gì. Ngày xưa ví dụ như Mỹ nó đi đánh trận nào ấy, thế thì thì cái cũng mày mày bảo nhà hàng của tàu thì ở Việt Nam bây giờ có nhà hàng của Ý, có nhà hàng của Úc, có nhà hàng của Mỹ, ở bên Hàn Quốc lại có nhà hàng của Việt Nam, thế bây giờ mày bảo Hàn Quốc là lô lệ của Việt Nam à? Của tàu Tiêu chuẩn của mày nó ngu đây, đến vãi chưởng ra. Nói chung mình chỉ mong thằng tàu nó sang nó đầu tư thôi, bây giờ nó mới đứng thứ 9 về những cái nước đầu tư ở Việt Nam, mình chỉ mong nó mang thật nhiều tiền của tàu sang đây được, chả có vấn đề gì hết. Mình càng mua được nhiều hàng Bây của giờ tàu tôi càng bảo tốt, có vừa nhà hàng rẻ của vừa tốt. tàu, thế tao hỏi mày, ở bên Hàn Quốc lại có nhà hàng của Việt Nam, mai tao chụp hình có cửa hàng bán rau Việt Nam, có cửa hàng đồ ăn Việt Nam, thế bây giờ mày cũng bảo dựa vào cái đấy thì mày bảo Hàn Quốc đang là nô lệ Việt Nam à? Hả? Nói chung thế này Lưu Ly ạ, chúng nó là chúng nó dị ứng với thằng tàu. Chúng nó dị ứng với thằng tàu và chúng nó cứ dựa vào cái việc chống tàu để chúng nó chống phá đất nước Việt Nam, có thế Còn mà thôi. tôi nói một số bạn đấy, các bạn vào đây các bạn chưa comment một vài câu để thể hiện cái quan điểm lập trường của mình thì đừng bao giờ gọi là bấm xin lên. Tôi nói nguyên tắc là như thế. Tôi chả biết bạn ai bạn lên bạn nói vấn đề gì, bạn lên bạn chửi bới hay là bạn đóng góp. Cho nên bạn trước hết bạn muốn muốn lên diễn đàn các bạn phải comment một vài comment để thể hiện lập trường. Đấy là nguyên tắc. Vào trong nhà người ta các bạn phải chào hỏi, các bạn phải gõ cửa đàng hoàng chứ không phải xông vào cái là lao vào nhà người ta ngay được. Đây là nói kể cả anh em nói Xét cho lẩn cùng nhẩn thì một chút. giải thích với những cái thằng này nó mệt người lắm, mà cũng không cần giải thích để làm cái gì. Vấn đề là đường ta đi, ta giữ nguyên lập trường. Ta chỉ giải thích cho những người mà người ta chưa hiểu và những người mà người ta có thể đang hiểu sai, nhưng người ta rất là có cái ý là muốn nghe để hiểu đúng. Người ta có thể là thông tin về Việt Nam chưa chưa đúng thì mình nói ra để cho người ta hiểu và người ta mình phân tích những cái mà người ta còn đang đang chưa thông tỏ. Còn với những cái thằng mà chúng nó cố tình chống phá thì mình giải thích làm Bây gì? giờ tao hỏi thằng Còn Nguyễn chúng Thiệu nó mà này, chống thằng Nguyễn phá này thì đã thằng có Nguyễn nhà nước cái bạn xử lý Phi Long rồi. đúng không? Để anh nói này, bây giờ tao hỏi Nguyễn Phi Long này, mày thần tượng Hai Bà Trưng đúng không? Thần tượng cái mà người ta gọi là cái tinh thần quật khởi, không chịu khuất phục dưới 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 cha con thằng nào đúng không? Thế thì tại sao cái Việt Nam Cộng Hòa của chúng mày đấy lại tự nhiên lại thuần phục thằng Mỹ? Có phải làm như thế là nhục mặt gọi là Hai Bà Trưng không? Mang tiếng Hai Bà Trưng hả? Chúng mày mang tiếng đấy toàn thằng đàn ông cầm quyền từ thằng Ngô Đình Diệm đến thằng Nguyễn Văn Thiệu, toàn một loạt tướng tá gọi là toàn thế đàn ông to cao đẹp trai rồi khí phách hào hùng, chứ một cuối cùng lại chui dưới gầm háng của thằng Mỹ. Như vậy chúng mày như thế có phải là làm xấu mặt gọi là phụ nữ Việt Nam không? Không bằng những người phụ nữ không? Mà bây giờ Đảng Cộng sản làm được như này rồi mà chúng mày vẫn còn nên chê trách, vẫn nên chửi bới. Chúng mày cần cái gì? Chúng mày nói cho tao nghe thế nào? Chúng mày muốn làm vua hay làm quan? Vấn đề là nếu như những thằng đó mà nó lên để nó nói được những cái gọi là cái đúng thì đã là một diễn đàn, mình sẵn sàng cho đa chiều, có nghĩa ta sẵn sàng đối thoại với những người đa chiều, những người có thể là có những quan điểm khác, nhưng nếu người ta nói lịch sự và nói đúng. Còn lên để nói những cái lý sự cùn, lên để nói những cái gọi là chửi bới, nhục mạ, Vâng, chào bác phủ Cầm. nhận, thì tóm lại là chúng ta không cần phải giải thích với những con người như thế. Đấy, ví dụ như là những con người như bác Cầm ấy, bác ngày xưa cũng là ở Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà bác rất là hiểu hiểu về Việt Nam bây giờ và yêu thương thực sự cái đất nước Việt Nam. Đấy là người ta, đấy mới là những người thực sự yêu nước. Còn những cái con người cứ mang tính của bạn bảo là yêu nước mà cứ suốt ngày hô hào để đảo chính, hô hào để lật đổ, rồi hô hào xuống đường mang bom xăng, thì đấy là những cái thằng dạng, thằng IS ở bên Syria ấy, đang về. Bọn ấy nó phải cho ăn bom, cho vài quả bom vào vào nhà chúng nó ấy. Đấy.
Thế thôi anh lên chém gió chút tí thôi nhá. Ok, vâng, em Em mời.